cao su hả? Mà cái búa cao su kia không có cà được. Ừ đúng rồi. Cái này là em làm được bao nhiêu năm rồi? Làm này năm 2 này qua năm thứ 3 nè. À năm thứ 3. 2019 em làm đây nè. 2019. Rồi, đây, đây là mặt của 2019. Đây là mặt của 2020. À mình cứ làm vòng vòng đúng không? Cái nằm dưới đây cũng là 2019 thôi. Cái chỗ chiếc keo nè. Ơi, không không. Cái này là 2020. À. Là nguyên một năm 2020 là em làm từ dưới này lên. À. Đó. Rồi, đây là 2021. À đầu mùa em làm đầu dưới. Mùa, mọi người ta cũng chưa khai thác mà em đã đưa vào khai thác rồi. Thì mấy cái sản lượng lúc đầu như thế nào? Năm thứ ba. Ừ. Thì đương nhiên sản lượng là nó sẽ không cao bằng dưới này rồi. Mà trong khi đó đầu mùa là nước nó chưa có. Nhưng mà đến nay là em mới nghỉ cây này hơn một tháng thôi. Ừ. Là tính ra được cỡ tháng 10 ngày á là em quay lại em bắt đầu khai thác cái giống miền gốc. À có nghĩa là nghỉ giữa mùa chỉ có một tháng thôi hả? Không có, là nghỉ cuối mùa. À nghỉ cuối mùa á. Là khoảng là 18, 19 âm gì đó. À. Là của tháng chạp á, là tháng 12 âm lịch á, là em nghỉ. Là nay em làm được 3 mũi rồi. Thì tính ra là một tháng em khai thác tới một năm em khai thác tới gần 11 tháng. Hay sao? Thì nó tóm lại nó nằm cỡ là 11 à 10 tháng rưỡi. 10 tháng rưỡi một năm em khai thác 10 tháng rưỡi. Đúng rồi, để em trang bị xong là khoảng là em nghỉ được 1 tháng rưỡi đó. Cái cây thì cái lá nó còn non, chưa đúng có rồi. Xanh đậm mà cũng có mưa chưa? Chưa. Chưa có mua chưa mà có lấy mũ đầu mùa hiện tại là lá cũng chưa cứng. Nhưng mà sao dám lấy cái trâu nút cái hiện trạng này? À là thật sự để nó như thế này là để làm thử năm nay gọi là cũng anh em làm thử thí điểm á. Là ở Xuân Ngô là em với anh Toản là làm thí điểm. Đã à. thử lúc cây còn lá còn non, thử cho nó sao. Em nghĩ có hơn khoảng là hơn 1 tháng 20 ngày bắt đầu đi ra trang bị làm lại. À. Là tại là bây giờ là đúng vào mùa là em làm D4. À. Nhưng mà khi vào đây là em làm D5, D6. À. Đó. Thật sự là lá chưa cứng. Đó. Ừ, lá còn là mưa nó cũng cũng hầu như là chỉ có được 1-2 cơn mưa, mới một cơn mưa thôi nhưng mà nước nó cũng không có được nhiều. Đó. Thì sản lượng mấy cái lần khoan đầu tiên nó như thế nào? Năm nay là do cái giá mũ cao á chứ hàm lượng thì em khoan nó sẽ không cao bằng được. Là em khoan là nhát đầu tiên là được 151 kg. Bao nhiêu cây? Là khoảng 730-740 cây á. 730-740 cây. Nhưng mà nó giờ nó phụ thuộc vào cái người mua mũ á. À. Nay số lượng người mua mũ nó ít, chỉ có 1-2 người bị ép cái hàm lượng á. À. Nên nó không có thực được, nhưng mà hôm đó làm nướng là được 36-6. Cái thứ này là nhát thứ 3 rồi. Hôm nay là em chuyển qua người khác lại lên tới 39 rồi. À. Chuyển qua người khác đã đổi 39. Nhưng mà nhát là em bán cho người khác luôn. Nhát thứ 2 là được bao nhiêu ký? Nhát thứ 2 được có 373. Nhưng mà bao nhiêu ký? Nó được 147 kg. Nhát thứ 3 đó. Bắt đầu em nghĩ em D6. Em bơm khí vô nhát này em được 150 kg. À. Hàm lượng được 388. Còn cái túi này là mình xài được 2 năm đúng không? Đúng rồi. Thì hồi cái xưa như 3. Năm ngoái, năm đầu tiên thì một lần bơm khí là mấy lần em lấy mũ và heo đê máy? Nó thì em bơm này là ít gì em phải làm được 20 ngày em mới phải bơm lại. Tính ra 1 tháng rưỡi em chỉ bơm có 2 lần. À, để tư. Đấy đúng rồi, để tư. Để tư, vậy là một lần bơm 5 lần lấy mũ. Năm thứ 2. Dạ, đúng rồi. Năm thứ 2 cái số lượng lần lấy mũ nhiều hơn năm đầu đúng không? Nó nhiều hơn, sản lượng nó nhiều hơn. Năm ngoái này, năm ngoái là cái mặt khoan này của em là năm 2019 nè. Ừ. Đó là khoan trên này. Là da nó liền nè. Nè, em quay cảnh cho người ta thấy luôn. Đó. Qua 2020. Em khoan thấp hơn và cái mặt cào này em đã cạo rồi. À. Ở cái khúc da này em bắt đầu em khoan. Là đây là mặt đã cạo rồi nhưng mà sản lượng đạt hơn năm đầu tiên. Năm 2 sản lượng đạt hơn năm đầu. Đó. Rồi năm thứ 3 đầu mùa đây. Cho xuống dưới. À, năm thứ 3 đầu mùa em này là sáng em mới khai thác luôn. Nguyên một vườn luôn là chứ không phải là chỉ có không phải là hôm nay anh em mới làm phóng sự mà mới lên đây là gọi là trùng hợp. Mấy anh làm phóng sự lên là em mới nói là cái vườn này em đã làm rồi. Đây, em quay. Xung quanh đây là vườn này làm thực tế. Chứ không phải là làm phóng sự, chỉ làm có 50 cây. À, là lấy mũ hết toàn vườn. Cái hôm nay anh tới là để giới thiệu cái bộ sản phẩm này. Yeah. Thì nó sẽ khoan được nhiều lần và sản lượng mũ nó sẽ đều hơn là cái bộ cũ. Thì em thử, em xài và em sẽ cho nhận xét cái kết quả như thế nào. Rồi, rồi. Đây là cái túi khí, gọi là túi khí mới, túi khí không đẩy. Đó.
cái nắp chắc. Đây, nắp chắc rota. Nguyên một bộ của nó. Đây. Để em làm thử cho mọi người thấy luôn. Nha. Thì cái lượng khí trong đây nó không để khí nên nó giúp cho sản lượng nó sẽ đều. Rất là đều. Nó đều và nó không hỗn như cái bọc bì. Đúng rồi, nó giữ sức cây. Đó. Và đồng thời là nó sẽ sản lượng nó ổn định và nó khoan được nhiều lần hơn so với cái loại túi PVC. Đây là cải tiến của công ty này, là cái nắp, từ cái nắp chốt này đến cái bọc mà. Em thử xé này coi. Xé dùng lực không thì không thể xé được. Còn ví dụ như mà nó có cái cạnh, ví dụ như này vẫn xé được. Nhưng mà mình làm về đây làm chi? Coi độ bền của cái túi. Túi này có cái là chất lượng màng nó sẽ chắc chắn hơn cái này. Độ bền của hàng túi này nó sẽ chắc hơn cái độ mình của túi PVC. Và nó có một đặc điểm á, là túi PVC là khí nó tự động nó sẽ ép thẩm thấu qua. Nó ép một cây là một chuyện, nhưng mà nó sẽ thẩm thấu qua cái màng túi. Còn là cái không đầy. Và em khóa chặt cái vòi này, em để 2-3 tháng, 4-5 tháng thì cái túi nó vẫn căng như cũ. Thì nó vẫn vậy. Còn cái túi này em bịt chặt hai đầu, có nghĩa là nó không thoát khí nha. Nhưng mà em bơm vô đây, em để tầm khoảng tuần là bắt đầu là nó bị xẹp. Có nghĩa là khí ethylene nó thẩm thấu qua cái màng này. Rồi. Đấy, em hiểu không? Thấu qua cái màng này. Đó, và còn đặc tính của thằng này nó không đẩy khí vô cây. Đặc tính thằng này đẩy khí vô cây. Nó có nhiều cái đặc tính. Là cái này nó vẫn trao đổi khí ra bên ngoài hả? Đúng rồi, nó vẫn ra ngoài. Nên em thử, em bơm xong rồi em bỏ trong khoảng tuần là tự động lên nó xẹp. Em bơm căng ha. Đúng rồi. Em bỏ một tuần, bịt kín hai đầu, sau đó nó xẹp. Giống như cái này là cái lớp trắng ngoài nè. Cái này nó có nhiều lớp. Cái chất liệu này nó có nhiều lớp. Thì trong đây kết hợp nhiều lớp lại thì nó sẽ không làm cho khí nó thẩm thấu ra ngoài. Nên nó giữ khí trong bọc này lâu hơn. Vì vậy nên cái số lần khoan nó nhiều hơn là vậy. Và cái đặc tính của nó là không làm quá sức cây, giữ độ tốt, nó không có những cái thời tiết mà nó bất lợi á, thì nó không làm cho cây nó bị quá sức giống như cái túi này khi mà những khoan những cái lần đầu tiên. Thì ở đây là cái hướng dẫn trên cái túi này, nó sẽ có quy trình hướng dẫn áp khí ethylene đó, thì mình có thể tham khảo cái quy trình này để mình làm cho nó đúng đó. Và đây là cái phần giới thiệu. Nên ai mà không nhớ gì á, cứ ra vườn lấy cái đọc rồi. Lại có hướng dẫn ở trên bọc hết, còn bọc này là sẽ không có hướng dẫn. Đúng rồi, thì ở đây là sản phẩm của vườn xanh tốt. Có đây là vườn xanh tốt, có logo vườn xanh tốt là cái logo đây. Còn trên đây nó có thêm cái số điện thoại của kỹ thuật, nếu mà gặp vấn đề gì về kỹ thuật thì có thể gọi lên cái kỹ thuật công ty để trả lời chính xác thắc mắc và tư vấn này kia. Là trên công ty là có, trên InMobi trên sản phẩm có hết. Đúng rồi. Nên rồi cái đại lý mà cái người bán cho mình á, là người đó sẽ có trách nhiệm là sẽ tư vấn và hướng dẫn cho mình. Còn nếu mà cái đại lý họ không có trả lời được hay như thế nào đó thì có thể là gọi điện cho công ty, cho trực tiếp cho công ty để hỏi về vấn đề kỹ thuật. Còn tất cả vấn đề về mua hàng bán hàng thì cứ liên lạc với đại lý. Thì bây giờ em thử làm 10 cây coi, và sau đó em coi cái kết quả như thế nào so sánh với cái túi PVC này. Thì đây là sản phẩm mới của công ty. Vườn của em làm hiện tại là đang làm cái sản phẩm cũ của công ty. Thì hôm nay công ty có lên trao đổi là có sản phẩm mới, là cũng muốn nhờ em làm thực tế. Thì đương nhiên làm cái gì nó cũng sẽ có là người ta nói gì mới đầu chưa quen. Ta cái gì? Chăm tay cái gì không bằng quen tay cái gì đó. Chăm hay không bằng tay quen. Chăm hay không bằng tay quen là người ta ngồi nói chuyện hay thôi. Nhưng mà ra thực tế thì nó không có quen. Thật sự hôm nay là bộ sản phẩm này mới của công ty thì cũng nhờ em nên hỗ trợ là em làm thử. Đó, thật sự em đã dùng bộ sản phẩm cũ rồi. Và theo em thấy rồi là như mấy anh có nói là mấy anh đã nghiên cứu rất nhiều giải pháp mới đưa ra cái giải pháp này, đã thấy nó hiệu quả hơn. Như mấy anh nói là ví dụ như bơm, ví dụ như giờ đóng xong nè. Như cái này là đóng xong. Cái này nó bén nên đóng nó bén hơn cái cũ nè, đóng nó như là mấy anh nói thì mũ. Đây. Này là đóng xong. Em thấy nó đóng nó nhẹ hơn không? Nó nhẹ. Nó nhẹ. Và cái mà bình thường là ví dụ như cái này, bộ sản phẩm cũ, là em đi tới em phải mở ra, xong rồi em mới bơm vào, nó sẽ mất thời gian. Còn trong khi đó thì em ví dụ như là cái cây này là em đóng là em bỏ đi, em rút ra đi. Rồi em qua cây thứ hai, đó là cái bọc này là của cây đầu tiên mà em rút ra đó. Bây giờ em đóng luôn. Rồi là cái giống như quay lại nó là đầu ha. Đây cái này đây, giờ mình đóng mấy cây đi ha cho nó thực tế.
từ lúc đóng vào. Bây giờ mình đóng nắp cáp trước đi, đóng nắp cáp trước đi, rồi mình bơm khí sang. Đúng vậy. Nhưng mà phải đầy đủ á. Còn đóng nắp khí thì vẫn đóng rồi. Thì bây giờ em thử em đóng hết tất cả nắp cáp lên cây. Thì nó cái này là nó làm tùy vào cái mạch cạo, ví dụ như mạch cạo thấp thì nó sẽ mất thời gian khum hơn. Còn này là vừa tầm. Đó. Em đóng thấy cảm giác sao? Thì nó cái dễ đóng thôi không? Thì anh thua là thật sự cái này nó em làm cái này cũng chưa quen lắm. Này là lần đầu tiên em làm. Nó giờ để so sánh á, là bây giờ là chắc phải làm nhiều nhiều lên chút so sánh dễ thôi. Nó phải làm nhiều mới so sánh được. Là làm chưa quen làm sao so sánh được. Nói gì chứ phải làm quen mới được, mới ăn tiền được chứ là không quen là không ăn tiền được đâu. Còn đúng ra cái này để dài hơn một tí nữa. Là cái này là tại là cái này là tận dụng mình muốn làm cái gì cũng được, là mình lấy cái gì đóng cũng được. Đó. Chứ không phải là nhất thiết là phải cái búa này. Đó. Búa này là búa đa năng. Yeah. Có kéo, có kìm, có đủ thứ hết. Thì cái sản phẩm của người làm nông nghiệp mình rất là sáng tạo. Và mỗi người có rất là nhiều cái kiểu làm. À nãy là đóng 10 nắp đúng không ta? Mình lấy cái này cạo, lấy cái này đóng rồi. Đó, thử cái nó ngắn, em để này anh thử coi. À rồi rồi, thấy thấy em hơn rồi. Nó ngon hơn, nó dài hơn rồi. Rồi nhiều ta, mới 4 cây đúng không ta? À 5 cây rồi. Thử cái đó nó. Giờ em cầm một lúc 5 cái đi. Bởi lúc đầu cầm con cái thôi, giờ quen quen nè, bắt đầu làm cầm lần 5 nút nè, chứ không phải cầm một nút nữa. Đây, giờ 5 nút nè. Con lần đầu tiên mà làm thấy này cũng thấy dễ ăn tiền quá. Quay cái bản bự á. Bản bự thì tay em cầm không dính được. Không dính được. Nè, em quay lên nhìn nè. Em cầm một chùm như sao dính được. Được không? Không biết. Nè. Thì em cầm cho anh đóng cái coi. Bây giờ anh đóng đây đúng không? Rồi, đó, nè, hậu xong. Nè, nè. Xong, vô. À. Mấy người chuyên nghiệp nó khác ha. Bởi em nói rồi, làm gì làm phải có tay quen. Đó. Nãy là đó em tự làm, đây là có kỹ thuật của công ty nè. Nãy là em tự làm đó, bởi em tự học hỏi không chứ. Vì người ta đóng rồi mình mới học được chứ. Đúng rồi. Cái này đóng 1 hectare. Bởi đi quay nhiều ha. Đi quay nhiều mình thấy cái này em đóng 1 hectare. Vậy là xong rồi đó hả? Tiếng hả? Ôi mới đóng vậy mà xong rồi đó. Một cây giờ bây giờ bơm khí đi, gắn hết mấy cái túi lên rồi để mình lúc này giống như mình đi bơm lại á, nó dễ hình dung. Một cây chỉ mất từ 3 tới 5 giây. Em gắn từ cái này nè, gắn từ cái này luôn nè. Bỏ cái cuối cùng lại để giữ cái ha. Không, bây giờ không cần gắn nữa. Gắn đổ ngược lại. Gắn đổ ngược lại. Mà mình không cần gắn nữa. Mình rút ra hết. Không giống như là bây giờ mình bơm lại á. Rồi. Mình bơm lại á, chứ bơm từ đầu thì dễ rồi. Giống như bơm lại thì nó gắn ha. Cái vụ mà vừa đi vừa bơm là thấy khó phái à. Một đó thì mình bơm lại thì biết vừa đi vừa bơm được, còn bơm mới thì mất khoảng tầm 3 giây. Đó là bữa đó hôm đó tỉnh đúng không, chứ thầy là mệt lắm đúng không? Nói gì nói chứ đi làm mà say quá là không nổi đâu nha bà con. Từ khi làm này thì cảm thấy sao? Sản lượng nó tăng. Ở đây là chị thấy là mấy anh em làm cái này là chỉ có một giám đốc ở bên chỗ em làm mà giấu tên. Là hôm nào đi cũng xỉn hết à. Có giám đốc. Giám đốc, có đó là bình thường. Còn ông chú em nãy á, đó, ngày nào cũng thay hết à. Thay xong mới đi làm, đó. Thay xong mới đi làm. Giờ là bơm không? À, lấy cái cuối cùng đó hả? Không, cái bình ga bỏ bên kia. Anh không mang cái bình ga. Sao nãy không lấy cái bình ga lớn của em ta? Thôi đi làm chê mấy ông bình ga nhỏ được rồi à. Em bơm em nhắm nhắm cho nó. Cái này thì nó bơm được căng thì tầm khoảng 100. Bơm mà vừa cho nó không đẩy là 80. Thì lúc đầu với hàng cây mà chưa áp khí bao giờ mình có thể bơm 100. Như anh nói thì bây giờ có bơm 80 hoặc 100 mà cây nó đã không hấp thụ cái bọc này, nó không ép vào cây thì mình cứ bơm vậy cũng được. Nhưng mà lúc đầu đôi khi những cây mà đầu mùa á, mũ đặc á, thì họ muốn nhanh mũ xuống độ để nhanh chóng nó có năng suất á, thì có thể họ bơm 100. Anh có nói em ví dụ như giờ bơm 100, ví dụ bình thường của em là ví dụ cái độc bột BVC này nè, là 48 tiếng nè. Đó là lần đầu tiên là 48 tiếng. Còn cái bọc này là lần đầu tiên là 72 tiếng. Đối với cây mới là 72 tiếng, là 3 ngày. 72 tiếng với điều kiện không bơm 100. Còn nếu mà bơm 100 thì cũng 48 tiếng thôi. 48 tiếng. Sản lượng nó cũng bằng này không? Đúng rồi, cũng bằng luôn hả? Ừ.
Nên có hai trường hợp, một là mình bơm không còn có can. Còn qua cái lần bơm thứ hai, từ lần bơm thứ hai ví dụ như là còn 2-4 tiếng thôi phải không? Đúng rồi, nó cũng vậy. Cái này cũng giống nhau. Đúng rồi. PVC và cái bọc cũng giống nhau. Cái hàng đối với cái vườn nào mà mũ đặc mà nó có triệu chứng là hồi xưa là mũ đông nhanh nữa. Thì có thể là lần sau cũng 48 tiếng. Nói chung không, là tùy vườn. Cái vụ đông nhanh này là em nói là nó theo cái giống cây. Thì đó. Nó là cái giống cây. Giống cây rêu. Rêu đầu năm á. Nhìn cái dàn lá đầu rêu này. Là lá nó vẫn khác. Ví dụ như là BB và VM á. Là lá mùa này nó vẫn bị dính xương vì nó rụng xong. Nó bị dính xương. Nên là lá chưa cứng thì mũ nó vẫn chưa đạt. Và nó mũ đông. Thật sự rất nhiều cái cây mà mũ đông nó... Đây như những cái cây của em từng làm khai thác. Cái này anh cạo cỡ nào cạo, không khi nào có mũ được hết. Cái này sử dụng cây này, giờ nó lớn, mũ đạt, thật sự luôn. Đó, cây này rất chậm mũ. Ai là từng đi cạo thủ công mình biết là cây cái dòng là BB hoặc là B260 hoặc là B235. BB235 hoặc là B260 là dòng cây đầu năm không bao giờ luôn. Đến VM cũng vậy, VM lá tại là cái lá nó chưa cứng vì nó khai thác muộn. Là cuối năm lá nó rụng sâu, còn chỉ có riêng rêu. Rêu là khai thác sớm, đầu mùa khai thác sớm, cuối mùa rụng lá sớm. Là đầu mùa là khai thác là có mũi sớm, còn mấy cái giống khác thì đầu mùa thì nó chậm mũ. Nó sẽ chậm mũ. Đúng rồi, đúng rồi. Vì nó chưa có nước, là nó lượng nước nó chưa có nên cây. Bởi cái giống cây nó quan trọng áp khí hay bất cứ làm hay cạo thủ công vậy, quan trọng là giống cây. Thì những cái giống cây mũ tông nhanh đó thì mình có thể lần thứ hai mà lần thứ nhất khoan mũi đầu tiên cái quy trình ở trong cái bọc nó có đó là đến mũi thứ hai sau khi bơm lần mà mũ nó đặc á thì mình có thể lần thứ hai mình cho nó 48 tiếng tiếp. Còn nếu mà nó lần đầu mà khoan tới mũi thứ ba luôn á thì lần sau có thể là 24 tiếng thôi. Thì như bọc PVC ngày xưa cũng vậy thôi, thì cái giống cây ví dụ B260 nó vẫn rất là nặng thuốc. Nó qua lần bơm lần thứ ba thứ tư mà phải bơm là cái vườn cây nó cây nó không có đều. Thật sự ra đến anh em trong nhà thôi, 5 người, có người anh hai, có người anh Út. Nên là cây nó không có đều được, thật sự. Nhưng mà để mà bơm phù hợp thì mình là người trực tiếp làm cây là mình mới biết được cái cây đó nó như thế nào. Đó, cái sản lượng mũ ra sao mình vẫn hãm là được hết, chứ không phải mình không hãm được. À, nhiều mũ hay ít mũ mình phải tự tương đối mình làm. Rồi biết cái vườn cây của mình, ví dụ mình cây mà chưa cạo á thì sản lượng nó không có đậm quá, ví dụ như trung bình ra một dao khoảng mà chia cho 9 năm, à, quên, một năm chia cho 9 tháng là một dao không có khi nào đạt. Nếu mà từ lúc mà mở miệng đến là vườn cây đạt trình cỡ 55kg là sản lượng nó cao lắm. Còn những vườn cây này, như vườn cây này em đã từng cạo rồi, em làm nay 53. Mà đến bây giờ vẫn chưa có mưa gió mà em đã làm. Năm nay là tại giá mũ cao mà làm, trong khi đó là cái cạo á, ví dụ như anh cạo anh nghỉ lâu quá là nó sẽ bị khô. Hoặc là anh xả phải là từng cỡ 4-5 dao. Nếu ai muốn có mũ liền thì người ta quẹt thuốc vào. Là quẹt thuốc kích thích thủ công á. Là mới có mũ. Còn đây em không. Thì em nghe mấy anh em nói làm cái này là đến bên công ty cũng không ai khuyến cáo là làm có 1 tháng, 1.5 tháng quay lại, trong khi đó mình không có mưa. Nếu như mình có nước mình tưới tiêu hết, mình từng cỡ 1.5 tháng mình nghỉ lá cứng. Mình có nước đàng hoàng mình vẫn vào khai thác. Còn đây là anh em cũng không khuyến cáo, này là bên nhà vườn tự làm là nghỉ được 1.5 tháng. Cái này ai đầu tiêu cái trò này. Thì cũng như này là cũng nhờ mấy anh em quay thì em cũng quảng cáo với cũng nói luôn với bà con là thật sự ra là hiện tại em cũng làm đang thí điểm. Ví dụ như giờ 5 mẫu bình thường là tháng 6-70 triệu. Mà giá mũ 32-33. Đó. Thì bây giờ đó là ngày trước em làm có 21 ngày. Em nghỉ 9 ngày. Còn bây giờ em làm tháng 10 ngày thôi. Ngày trung bình chừng 7-8-10 ngày em kiếm được 17-18 triệu. Có nghĩa là cái này làm đầu mùa khi mà không có nước thì mình phải giám sát được cái sản lượng và cái hàm lượng. Nếu mà cái sản lượng và hàm lượng nó cùng giảm cùng một lúc, chứng tỏ là cái cây nó quá sức, mình phải giãn ngày hoặc là mình nên nghỉ. Nếu mà cần thiết là phải nghỉ. Tại vì cạo thủ công nó là không thể nào cạo đi 5-6 được. Còn ví dụ như hôm nay em kẹt tiền, ví dụ đi chơi, tối hôm qua đi chơi quá lố. Hôm nay ra mẹ ơi con đi khoan, bơm vô đi khoan. Đó, cứ 5-6 ngày ra khoan. Nói vậy chứ giờ 150 mà hàm lượng 388 là cũng được kiếm được 9 triệu rồi. Đó. Trong khi đó cái nghề cao su mấy anh chị cũng biết là nghỉ 3 tháng. Thật sự nếu mà cạo trừ mưa gió còn chưa được 9 tháng nữa cơ. Đó là chỉ có 8 tháng thôi mà mưa gió nó đủ thứ hết. Em trang bị năm ngoái em trang bị này. Em làm thì công ty năm nay phát triển rất là nhiều. Thì anh em muốn là cải thiện cái cuộc sống. Rồi cái mũ thì em thấy sản lượng mũ thì đạt rồi. Đó.
mình chủ động được cái công đi chơi, đến giờ nhậu xỉn quá, giờ quay phim với bà con gì chứ cũng xỉn dữ lắm. Đó. Nhưng mà sáng nay vẫn đi làm có tiền, mà chiều nay vẫn đi làm đâu đó. Đó. Thì ngày xưa đi cạo đến 5 đi 6 là cũng khó, nhưng mà bây giờ ví dụ như nghỉ 8 9 ngày cũng được. Nãy uống mấy xì rồi. Nói chứ uống cũng nhiều rồi đó. Như cái vườn này là em 3 mẫu. Em 3 mẫu mà em khoan là nhắc đầu em khoan đi 4 là được 4 ngày là 8 triệu. Cả mua nước có mua tạp. Nhắc đầu tiên là đi 4. Là hai nhát luôn đó. À hai nhát đầu đi 4. Yeah. Nhưng mà nếu mà cái này rõ ràng là sau đó là cái sản lượng nó vẫn giữ và cái hàm lượng nó tăng, là chứng tỏ là cây nó không bị mất sức nên mình vẫn tiếp tục mình duy trì. Thì bây giờ em làm hiện tại năm nay vẫn là làm thí điểm. Là cái cây người ta tưới rồi không làm gì mà cây em chưa tưới. Okay, thí điểm cái cách là lấy mũ đầu mùa nhưng mà lấy nương theo sức cây. Dạ đúng rồi. Để có vẫn có thu nhập tốt. Đầu năm thì... là vẫn bị chèn ép vì cái người nướng mũ của mình là số lượng mà mũ mà mua cây thanh lý á, là mình vẫn bị chèn ép. Đến em thì làm này em vẫn bị chèn ép, một ngày hai độ có, ba độ có. Nên là bây giờ cái mũ hiện tại nó không có thực, nhưng mà không thể nào để như rớt xuống 35, 36 là không được. Bởi thấy anh đó không được, cái em chuyển qua cái lên 38, 39 liền lại có tiền đi chơi nữa. Có thêm động lực để đi làm nữa. Là động lực là... Nhưng mà năm nay cũng phải theo dõi coi là nếu mình lấy mũ sớm vậy có ảnh hưởng tới cái sản lượng trong năm hay không. Dạ rồi, đúng rồi. Là nó cũng là một cái gì đó mạo hiểm á, chứ mạo hiểm thì cũng không mạo hiểm lắm. Đi làm này có mũ làm, có làm mũ nghỉ à, không gì hết. Có nghĩa là mình nương hay sức cây, mà dạ, cây nó vẫn có sức được. Hàm lượng tụt xuống 35, 36. Đó. Cái đầu mùa người ta chạo nói vậy chứ người ta có 2-3 kg à. Em vô là 100 mấy rồi. Đến bây giờ mấy anh em nói đi cạo, bây giờ là... Bữa nay là ngày 23 của tháng 3 dương lịch. Đó, bây giờ anh em vẫn đang cạo thanh lý. Còn cây của em nè, da vẫn còn nè. Đó, da vẫn cây đâu đó đàng hoàng. Cây này không phải là cây bỏ đi nha. Một chút ít da như thế này thôi. Đó, cây này không phải là cây bỏ đi. Đó, bà con nhìn luôn. Đó, hôm nay là trên ngày quay là có ngày giờ đàng hoàng. Đó, là nay vẫn vào đưa vào cái thác. Cây này không phải là cây bỏ đi. Nói vậy chứ nhiều người ta bảo cây này cây bỏ đi, em nói trời, cao su mà này cạo em đâu cạo được mấy năm đâu. Cây này năm ngoái là cái sản lượng trung bình là khoảng bao nhiêu? Là em làm đi tư là nó một tháng nó nằm cỡ 300 kg vi khô á. 300 kg vi khô là tương đương với tầm khoảng tấn mua nước. Hơn 1 tấn, tại hơn cái tấn. Vườn này của em không thể nào rớt xuống 36, 37. Tại nó có nhát đầu của nó lên tới 300 kg mà hàm lượng nó tới thấp gì cũng phải là cỡ... Vậy là dưới 1 tấn mua nước, nếu mà trên 33 kg là dưới 1 tấn mua nước. Ủa, à, trên 33 độ à, đúng rồi. Thì dưới tấn mua nước. Nó nằm cỡ 37 á, 37 là dưới 1 tấn mua nước nhưng mà hàm lượng nó cao. 300 kg quy khô thì một năm em lấy 10 lần như vậy là tầm khoảng, cái này vườn này được 3 tạ quy khô. Dạ dạ. Tầm khoảng đó, trên 3 tạ. Đâu có 3 tấn chứ. Là lộn 3 tấn quy khô, anh lộn 300 như cơ. Mình tính là một mẫu của em đạt tới mũ tạp nữa, tận thu nữa là hơn 10 triệu một tấn, à, hơn 10 triệu một mẫu. À, là thêm cái mũ tạp nữa thì... Dạ đúng rồi. Thì làm cái này thì nó khỏe hơn nhiều lắm. Thì nếu thêm mũ tạp nữa thì quy khô nó tầm khoảng thêm bao nhiêu ta? Thì nó nằm là ở khoảng... giai đoạn chừng cỡ 37-38 quy khô đổ lại. 3 tấn 3, dạ. Đúng không? 3... Tại em làm, đến em làm cái này là người ta bảo, đến em làm cây này hàm lượng trên 40 đó chứ. Cái vườn này năng suất nó không bằng cái vườn mà ở trong kia lần trước. Không bằng cái vườn trong tâm hồn được. Tại cái vườn cây nó cũng khác. Tại cái năm ngoái, cái thời điểm em trước đây em làm á, nó cũng ít mũ hơn này, làm như thế này đã trội lắm rồi. À. Như... Hồi xưa cạo với... Hồi xưa cạo là chừng cỡ 2 tấn mốt đó. 2 tấn mốt vườn khô. 2 tấn mốt vườn khô. À. Nhưng mà tính ra làm em làm từ 4 thì nó giảm công được đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nó giờ anh có qua cái vườn bên kia, là vườn bên kia cả cây trồng cây có mấy hàng là hai vườn này bằng tuổi năm, bằng năm tuổi với nhau. Mà khai thác là em này khoan được năm thứ ba, bên kia đã úp rồi. Đây nóng cây thì vườn mình tuổi luôn đó. Rồi còn khai thác khác là mới tính năm nó là được cỡ chưa được 2 năm. Nhưng mà giữ với vườn cây, tại người ta cạo là không có mũ người ta chán, giá mũ cao cái người ta phá cây nữa, liên quan gì chứ. Hai đồ này kéo bên nhau, một bên là truyền thống, một bên là theo mà là bây giờ cũng theo công nghệ tí.
Đây, đã lấy mũi đầu mùa hết. Có nghĩa là tầm từ cái tầm vai trở xuống là trên đây là vẫn còn da, còn qua bên đây. Đây là một năm khai thác đây. Đây là một năm. Đây là năm thứ hai. Thực tế luôn, hai vườn. À. Hai vườn kế bên nhau, sát bên nhau cùng năm tuổi, đưa vào khai thác cùng nhau luôn. Để qua đây mình so sánh. Tính ra làm 2 năm mất có chút xíu. Cái này nó đùn ra ở trong ra hết rồi nè. Ủa. Nảy ra liền, không có gì hết. Vỏ vẫn xanh rồi chích mũ vẫn ra. Đây. Đó, không có bao nhiêu da cả. Nó bung ra, vỏ vẫn xanh, chích mũ. Da nó hơi dày nên không có đâm sâu vô được. Cây thì đang khai thác mũ. Đó, mũ quấn xì ra. Đó, một năm này, hôm nay năm đầu làm đây là đây, cứ tính mũi là năm ngoái làm D4 đó, là 2019 đó. Là em làm từ tháng 7 của 2019. Tính ra tầm khoảng chưa tới 10 phân. Dạ đúng rồi. Thì năm nay mình cũng khoan đè lên cái gió lắp chắp luôn mà. Đúng không? Lúc đầu là em đi lên đây, xong rồi em đi trên, em đi quay hết vòng, cái em quay ngược xuống. Ừ. Đó. Ở đây chỉ có mấy một hàng, trên này thì hai hàng. Để tính ra là nó trên lệnh rất là nhiều. Nó gấp 3, gấp 4 lần đó. Cái đó là 10 phân, chứ cái này là phải là 40 phân nữa. Một này. 40 phân. Rồi cỡ đó, 40 phân. Mà trong khi đó cây này lực nó rất yếu rồi. Ừ. Cạo mẫu nó chứ không phải đây. Đây, thực tế luôn. Chén mẫu luôn. Cạo ốc rất là cực. Chén mũ ra. Cây này để ra ngoài. Rồi mấy cây này không có dấu mũ à. Không rồi, chết rồi. Kiếm cây nào đẹp đẹp rồi các bạn. Làm muốn sợ mà không quay được cây nào đẹp đẹp rồi chết rồi. Này không còn vết mũ rồi. Nó còn mà nó mờ quá. Của năm ngoái này, vết mũ của năm ngoái này. Nó mờ quá, chén nó chưa có vệ sinh. Đây nè, cái này vết mũ rõ hơn nè. Nó cũng mờ quá, nó cũng không được nhiều lắm. Ừ. Nắng quá nó keo, cái này là chén mũ của năm ngoái. Cũng nửa tô nè. Là so sánh với cái mặt cạo, đến cái sản lượng của mình này kém dữ lắm rồi. Em cạo kế bên, em chút mũ người ta nhìn nó khác liền nè. Hai cái dòng cây cùng một lô mà hai chủ đất là trồng cùng một năm tuổi mà để bán cho em là bên này bên áp khí nè, em quyết định áp khí là đất của em này. Áp khí là 2 năm đó. Này cho chừng giữ lắm 6 phân à, chứ cũng không đến nổi 10 phân đâu, tại anh thua do cái vành cây thôi. Thì cứ mũi khoan, cách mũi khoan là 2 ly, 2 phân chứ. Lộn, 2 phân. Nên cái này để mà khai thác giống như bên kia thì bên đây phải bệnh áp khí phải khai thác cũng tầm khoảng 5-6 năm nha. Dạ. Nhưng mà lúc đó mình lại ăn cái phần da dưới được bình thường. Thì đại da nó vẫn khác. Đó, đây là thực tế cây khoanh. À, cây này là cây cạo truyền thống. Úp. Đó. Còn cái sản lượng người ta cũng không bằng một bên khoanh. Đến bây giờ đến nói người ta cạo thanh lý, thanh lý nhưng mà người ta vẫn chờ mưa. Còn đây em không chờ mưa. Năm 2021. Năm 2021 là em quay qua em cạo. Cây này không phải là cây bỏ đi nha. Đó, bà con coi em cho kỹ. Cây này không phải là cây bỏ đi. Đây, đây là của 2019 nè. Đó, người ta nói nứt vỏ, thối gỗ tùm lum hết rồi. Nhưng mà đây là cây thực tế của 2019. Còn mặt này là mặt của 2020, là mới cách đây là nghỉ chưa được 2 tháng. Đó, dấu mũ còn. Còn đây là của hôm nay là ngày 23 tháng 3 của 2021. Nè, khoanh được mũi thứ hai rồi.
trong khi đó là mưa vẫn chưa có, bà con vẫn đang còn chờ mưa, trong khi đó áp khí là đã làm rồi. Nhưng mà cái này không khuyến cáo nha. Đúng rồi, khuyến cáo. Làm chơi cho vui thôi. Đây, tô ngủ nói vậy chứ tô ngủ còn đó mà. Nó nhiều cây nó đi vệ sinh rồi nó quay nhiều cái nó không được tế. Đó, vết mủ vẫn còn. So sánh với cây luôn, hai vườn cây, đứng đây nhìn hai vườn cây luôn. Nó chỉ cách nhau là hàng cách hàng thôi. Chứ nhóm cây và cái cây này nó khoan 2 năm da nó còn nên cây nó bự hơn cây bên kia. Cái này hồi xưa có hai chủ hả? Hình như vườn này chăm bón tốt hơn nên thấy cái cây bên đây to hơn. Không có, hồi đó là chung, cùng một đám nhưng mà chung với nhau, sau này để chia ra. À, nhưng mà sao thấy cái cây bên kia nhỏ vậy? Thì cây bên đó nhỏ hơn là do người ta cạo đó. À, do ta cạo hả? Người ta cạo gấp 3 lần em mà. Thì giống như anh, anh như làm gấp 3 lần người đó. À, đó. Dạ có nghĩa từ khi mà bắt đầu mà em chuyển áp khí thì là cái vườn này nó đều như nhau. Cây này nó, ý là trước đây là cạo truyền thống là hai bên vườn này bằng nhau. À. Đó, bây đó. Giờ là áp khí cây nó trội hơn vì bên đó người ta không mất da. Còn bên này mất da quá. À. Người ta đã... Đây, đúng là nó quá này, nên ảnh hưởng nhiều cái cây không thể lớn được. Còn bên này cây lớn nhiều quá chứ, cây lớn rõ rệt luôn á. Đó là. Đây. Cây này lớn. Giống cây giống nhau nha. Mọi người coi dàn lá nè, quay thực lá thực tế cái dàn lá nè. Giống nhau hai vườn luôn. Đó. Bên đây lớn hẳn so với bên kia. Rõ ràng. Em khai thác ngủ thì em thì cũng là người làm nông, thấy cái sản phẩm này nó hiệu quả, nói thật sự là để chuyển đổi ra nói vậy chứ lại nó một cải tiến mới của cái ngành cao su á. Cao su nói vậy chứ người ta đi cả đêm hôm vất vả gì lắm. Người quan trọng là cái này phải làm đúng cách, đúng rồi, duy trì độ tốt, phải biết điều khiển độ mũ, làm mà chủ yếu là lấy cái độ cái lượng mũ và cái hàm lượng á để quy ra cái nguyên khô á. Chủ yếu là mũ mình vẫn làm ra quy khô để đạt sản phẩm mà. Mình quay lại cái bộ sản phẩm mới thử coi bơm khí nó tốc độ như thế nào. Yeah. Em là người đầu tiên chưa bơm bao giờ luôn đó. Dạ yeah, đúng rồi. Thử. Nãy giờ là anh chưa đưa cho em bơm thử cái nào luôn á. Dạ yeah, đúng rồi. Thì thấy là cũng cái bình mini em chưa sử dụng cái bình này luôn. À, em chưa thử bình em này dùng hả? Cái bình 2 kg. À hồi xưa thí điểm không dùng bình này hả? Đúng không, em không dùng bình này. À hồi xưa em làm thí điểm em mua bình lớn luôn. Em làm bình lớn, em làm một lần là 2000 mấy cây luôn á. À là không cần thí điểm. Dạ. Thì ngày xưa người ta nói làm bỏ đi, em làm để bỏ đi, em làm chuyển đổi cái khác. Mà thấy nó thành công quá, giờ em bỏ cái khác em quay rồi em làm cái này. Không mới công nhận là dàn lá này chưa cứng. Không là sản lượng mũ. Nó đạt. Hôm nay sợi cái mình năm ngoái ít đầu được một hai cây mưa xong rồi khô cả tháng. Yeah. Không, phải công nhận. Ờ, nãy quên không có quay cái dành lá nữa chứ. Ừ. Cái dành lá của bên lô cạo truyền thống á. Ừ. Cái dành lá của em. À, lá đây nó yeah. Nhiều hơn hả? À, nói vậy chứ cây rêu á. Đó. Đó. Nói dành lá, nói vậy chứ dành lá nó cái cây gì cây người ta tốt đất nó mới lên được cái lá. Bây giờ người ta nói là không vỏ thứ cây rồi, không hưởng cây mà bây giờ. Cái độ phát triển cây nè, mỗi sáng em vẫn phan thì còn á. Chứ... Mỗi chút sáng rồi. Này là phan mấy mũi rồi chứ không phải là bữa nay anh em lên mầm phóng thử rồi mới... mũi trở lại đúng không? Giá tạo là không phải. Đó. Mũi trở lại. Dạ, yeah. Mũi thứ ba rồi. Vậy cái lô này em chia làm nhiều lần phan hả? Không, đồng anh là 3 mẫu em chia làm 2 à. À, chia làm 2 vậy hồi nãy bên kia là đợt phan trước. Yeah, yeah. Cái này là đợt khoan hôm qua mới chút mũ sáng. Đúng rồi, có mũ trở lại. Đây. Nó đi cạo cực quá ít xỉn, giờ đi làm cái này qua nhiều tiền xỉn nhiều hơn, thấy khó chịu mà người thấy mệt mệt. Không phải công nhận là cái mặt con của Long Nguyễn. Cái túi khí này có một cái đặc điểm hay là mình có thể cầm trên tay và mình bơm lúc đi từ cây này qua cây khác, mình tận dụng cái thời gian đó nên nó sẽ nhanh hơn, tốc độ bơm khí nó sẽ nhanh hơn nhiều. Là có nghĩa lúc đầu giống như cái túi này, túi em cầm trên tay đi, cái này bỏ đi ha. Ừ. Rút lại ha, rút ra là cái cuối cùng. Rồi. Chậm chậm thôi, cái bình ga mini em nhắc từ từ thôi. Rồi. Ui. Cầm này nè. À, em cầm cái cuốn đúng không? Đúng rồi. Rồi.
không, cái này là nó là cái do cái mạch cạo của mình nha, cái mạch cạo gốc thì nó vẫn làm chậm hơn cái mạch cạo trên. Nói gì nó phải thực tế thì cho cạo mình gốc thì nó vẫn lâu hơn trong quá trên. Trình mình đi là mình bơm đúng không? Này chưa quen, với lại cái này bơm bằng bình ga mini nên nó chậm, chứ bơm bằng bình ga kia thì nó rất là nhanh, thao tác nó vẫn khác. Tại cái kia là phải đeo trên này, đúng còn rồi. Cái này là phải cầm kẹp nắp. Cái kia thì nó không có dướng cái bình ga, mình không phải cầm tay. Đúng rồi, còn cái này là nó dướng nên chỉ cần mình bỏ xuống mình gặt cái hoặc mình bấm cái là nó đầy khí. Là mình qua cái khác là mình chỉ việc cắm vô thôi. Cái kia có định lượng, cái này không có định lượng. Bên này phải nhắm. Tại em quen cái định lượng rồi. Là mới xài qua cái này đó, nên khi có cái định lượng đó, thì mình đi giữa cái hàng cây mình sẽ bơm nó vừa đi à, có nghĩa là mình sẽ không dừng tại chỗ nào hết. Em có nghĩa là dùng truyền thống rồi, dùng truyền thống là tới nè, trên dưới luôn là cái này là phải mình tới là mình mở ra đó, còn cái này là rút ra cái mình cắm vô đây. Giờ trong quá trình là mình bấm định lượng, mình bấm một phát cái là nó đầy túi đó, nó đầy túi rồi sau ra đây mình chỉ nghe em làm em vẫn canh được nha. Nói như 80-80 hay là 100 gì đó em vẫn canh được. Cái này 80 trăm là nó căng quá. Cái này 80. Nhìn cái bọc là nó vẫn biết. Còn như nãy anh nói là cái này là sau khoảng bao nhiêu lâu mình bơm lại? Thì em cứ khoan chứ khi nào mà cảm thấy mà muỗng à, nó giống y chang quy trình của kia thôi. À là cái sản lượng muỗng nó thấp hơn cạo khoảng 50kg nó rồi mình bơm đúng không? Hoặc là cảm thấy mà độ nó lên cao một mức độ nhất định rồi đó, thì mình mà sản lượng nó bắt đầu nó gần bằng truyền thống rồi thì mình bơm. À, tùy sức cây thôi, có sức cây thì có nhiều cây là mình phải để nó ít hơn, có nhiều cây thì vẫn cao hơn cả truyền thống mà độ nó tới một mức độ nhất định thì mình mới khoan, mình mới bơm. Cái này cũng chưa quen lắm nhưng mà thấy nó hiệu quả đó. Tại cái định lượng á thì mình nó dính vô tay mình rồi, nó rất là gọn, còn cái thằng này là mình sẽ kẹp nắp, mình phải chuyển qua chuyển lại thì nó sẽ lâu hơn thời gian. Chứ. Nhiều cái hay lắm. Nên cái này là không đúng, tại vì đáng lẽ là mình sẽ bơm tiếng rưỡi trong quá trình mình đi thì đây mình phải tới mình mới bơm. Thì cái đó là cái mà nó bơm mình ra mini nó bị như vậy. Thì cái cuối cùng mình quay lại cái cây đầu tiên. Khi mà mình trở về xe mình quay lại cái đầu tiên. Cái này nó dễ hơn. Ví dụ như cái lúc mà mình gỡ ra mình bơm dễ hơn là cái nút là mình gỡ. Đúng rồi, nó nhanh hơn nhiều đúng không? Đúng rồi. Trong khi cái này là cái tại cái này là em phải đi kẹp này. Chứ còn cái kia là em còn cái tay nó nhỏ. Cái bơm của mình nó nhỏ hơn. Cái này mình chỉ là demo để thấy cái cách bơm thôi. Đúng rồi, cái này ví dụ như cái này rút ra. Như cái này là phải đứng cầm. Thực tế là em thấy đứng cầm mình phải mở này ra bơm đút vô mình bơm rồi mình mới đậy lại rồi mình mới đi. Cái này em thấy em mở ra mà nó vẫn giữ nè, 80 nè, còn cái này nó mà em mở ra nó sẽ mở ra xì liền. Cái này mở xong rồi mình mới đút vô bơm là tới cây. Nó như cái này không có định, tại chỉ có quen không có định lượng, tại em dùng có cái định lượng, còn này là cái bình mini. Còn như này mình rút ra xong rồi mình đi mình vừa bơm được. Nó khác, còn một cái là đứng lại bơm thì sẽ mất thời gian hơn. Rồi, như anh giải thích là em hiểu. Và cái thao tác em thấy rõ ràng nhanh hơn nhiều đâu. Chỉ rút ra, cắm vô, rút ra, cắm vô, không mở, không gì hết. Nên cái này nó, hồi xưa anh cũng có phát triển cái van một chiều, sau đó anh thấy không hiệu quả. Thì là cái này nó khắc phục cái vấn đề của van một chiều luôn. Là phải xì khí. Xì khí mà phải xì vô trong cái van á. Thì thằng này là mình rút ra, mình đẩy khí vậy nè. Đó, mình đẩy khí mình bơm, mình đẩy vô người mình nè, mình rút ra mình đẩy vô người mình trong quá trình đi xong làm bơm, vừa đẩy vô người mình là vừa bơm luôn. Mà cái nắp chóp này được cái nó không xì mũi vô trong túi khí, tại vì nó cái lỗ thông thoáng nó lớn á, mũi nó dễ đông, và đồng thời là cái này nó bén hơn, nó bén hơn. Và nó phù hợp với cây, nó có tới 2.5 ly, 2.8 ly và 3.5 ly nó phù hợp với cây, nên cây mình như thế nào mình chỉ dùng cái loại cho nó phù hợp thôi. Cái này là nó vẫn bén hơn. Nó bén. Cái nắp cũ đã dùng năm nay năm thứ 3. Cái này bén như dao cạo. Đúng rồi. Bén như dao.
còn cái này thì nó không bén. Thì càng ngày càng cải tiến để cho mà nó hiệu quả hơn, hiệu quả cho bà con tôi làm. Đây, quay hai cái nắp nó khác nhau. Này là cái lỗ nhỏ, trong là lỗ nhỏ, này lỗ lớn, mà cái này nó bén hơn. Mà cái hạn như những cái cây mà da tái sinh đi đóng mà nó xì vô thì mình chỉ lấy con kẽm mình dứt cái mũ trong nó ra thôi. Dạ, cái lỗ này nhỏ quá. Và đồng thời cái túi khí cũ, cái túi khí này em thấy không, nếu có trường hợp mà bắt đắt lắm á, mũ nó vô trong đây thì nó sẽ đọng ở dưới cái này à. Thì lần sau em vẫn bơm được, khi dùng một ít mũ đi vài chục ml đi, khi nằm dưới đây mười mấy ml nằm đây, còn cái túi này á, nó vô đây là nó vô trong à, cái này rồi. Là mình phải bỏ, ví dụ như cái này cũng được, ví dụ như cái khúc này nó nếu có vô mũ nè, mình tháo ra mình cắt, mình bỏ, mình thay thế được. Còn nếu mà vô mũi trong túi khí thì nó nằm ở phía dưới. Rồi. Nó nằm phía dưới đáy. Tại nó trọng lực mà nằm phía dưới đáy thì mình vẫn xài được, chứ không phải là mà... nó chỉ là đồ đựng khí thôi, mình còn bơm được là còn sử dụng được. Đó, nên cái loại này thì nó hiệu quả và cái độ bền nó cũng rất là cao. Nó không có cho khí thẩm thấu. Nó có đặc điểm đầy đủ của túi nhúng. Mà trong khi đó là còn có gì đó là mình thuận lợi hơn. Này, mình có hướng dẫn ở trên bao bì. Sản phẩm này thì không có hướng dẫn. Đó, đây là bên này số điện thoại của công ty nè. Rồi còn đại lý của mình, ai bán bên này thì ai bán sản phẩm này cho mình thì người ta sẽ tư vấn. Và tư vấn thì người ta đến và làm cho mình. Đó. Có số điện thoại kỹ thuật ở trên đó thì nó giúp phục vụ khách hàng tốt hơn. À còn nhiều sản phẩm nữa thì trước mắt là nhờ em thử cái sản phẩm này để em cảm nhận thôi. Thì em nói những này thì làm gì cũng tay quen mất. Cái gì đó người ta nói gì em xỉn được. 120 không bằng tay quen. À 120 không bằng tay quen đó. Nói vậy chứ làm 50 cái làm sao bằng quen mình làm suốt được. Là cái máng hướng mũ. Tại vì anh thấy một số cây non á mà sử dụng cái này nè, nó bị tình trạng là nấm nó giữ nước. Đúng rồi, nấm. Nên khi mà cây non sử dụng thì dùng cái này thì hay hơn. Đó em thử em dùng cái này đi. Và di chuyển cái búa nóng thử. Không, chúng tôi em sẽ làm dùng cái này đó chứ. Đó. Dạ. Thì cái máng này nó so với cái máng sắt này nó khác nhau. Ví dụ như đầu mùa thì em trang bị thì nó cực quá. Cái bao bánh dao lên phải giờ cái này một lần. Còn như cái này thì được một tháng. Mà nó ăn với mọi cái loại cây luôn, đường kính cây. Như cây này thì không, cây này em phải áp gì nè, đó. À. Em phải áp xéo cái là đúng rồi. Nó khít này heo. Rồi. Mà em đóng vô cái là nó vô vậy đó. Nên cây nhỏ cây to gì em có thể đều áp vô được hết. Đúng rồi, chỉ cần nó cây nó không có bị ấy thôi. Cây nó không bị méo bị sẹo gì á, nó dễ đóng. Rồi. Rất nhiều ha, chu việc quá nhiều. Nên nó hạn chế tình trạng cây non mà sử dụng cái này mới gây tình trạng nấm cho cây. Đó, bỏ vô. Đây là cái vành cây nó nhỏ quá ta. Cái này hơi bị méo. Rồi, rồi cũng ra. Tản điện á. Ok, còn dưới đây cũng có nhiều sản phẩm nữa, nhưng mà từ từ giới thiệu cho khách hàng. Rồi, xin chào mọi người nhé.